Hello, mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Hương Mạc Hoàng của mình. Thì mình chia sẻ với cả nhà về những cây cà chua của mình này. Đó. Cà chua này là cà chua gì mình cũng không biết nữa. Mà mình mua hạt ở trên mạng rồi tự ươm gieo trồng ấy. Thì trái như là chùm nho luôn. Cà chua trái cây à cả nhà? Bắt đầu chín rồi đấy. Rất là nhiều cả nhà. Nhiều trái lắm, trái to, trái bé. Chùm mẹ, chùm con này. Nhiều lắm. Đây, đây nữa này cả nhà này. Đó. Đây, chỗ này mấy chùm luôn. Đấy, có một cây này. Một cây đã chín này. Hai cây, cây này gieo lứa 2 này. Đây cũng có cái cây trà cà chua bi tự mọc hoang này. Là 3 cây này. Còn đây cả nhà ơi, là khoai tây. Khoai tây thì mình mua về ăn xong để nó mọc mầm ấy. Thế là mình rúi xuống được 2 chậu khoai tây này. Đó. Tiếp tục cà chua chùm này. Cà chua chùm nho này. Đấy cả nhà này. Đó. Thích chưa? Đấy. Mỗi chùm 5 7 quả, 10 quả. Đó, đây cả nhà nhìn thấy chưa? Còn đây là cái cây cà chua chùm đấy, cũng chùm đó nhưng mà mình gieo lứa 2. Thân quá trời là mập luôn nha cả nhà. Đây là cái ban công nhỏ hẹp phía sau nhà. Thì mình không trồng cây ra cái nền của ban công mà mình treo trên các tường rào. Thì mình có được một ít rau diếp. Đấy. Cà chua. Cà chua. Đấy, và ở đây có một cái cây tắc. Miền Nam thì gọi là cây tắc, miền Bắc của mình thì gọi là cây quất. Đó. Bữa trước nó sai hoa kinh khủng luôn. Cực kỳ là nắm là sai hoa luôn. Nhưng mà đợt đấy mình không kịp bón NPK và lân cho nó, cho nên nó rụng hoa hầu như gần hết. Còn để lại cái chỗ này cũng phải được 50 trái đấy cả nhà. Đấy, mình trồng trong cái chậu cảnh. Và có một cây nha đam nha. Nha đam Mỹ đang lên rất là đáng yêu rồi. Thì mình sẽ lấy cái nhầy ở phía trong cái thân nha đam này đấy để xoa lên mặt. Đấy, hoặc là mùa hè thì mình sẽ nấu chè nha cả nhà. Thì hôm nay mời cả nhà lên vườn ban công 5m² cùng với mình. Ban công gọi là 5m² phía sau nhà nhưng mà mình trồng trên cái diện tích 5m² đấy cũng ít thôi. Thì mình sẽ hái rau diếp. Rau diếp đây này cả nhà này. Đó. Để về mình tối nay mình cái này ấy được luôn đấy. Tối nay mình sẽ ăn cà chua. Đấy, cà chua trưng. Trưng thịt hoặc là trưng trứng. Cả nhà cứ phi thơm hành mỡ lên. Xong là cho những cái lát cà chua vào. Đấy. Đây cả nhà này. Đấy, cho những lát cà chua vào xong là mình dằm nó ra, đập trứng. Là có thịt thì mình ăn với thịt. Trưa nay thì mình nấu canh cà chua nhưng mà không có rau diếp. Hôm nay mình thu hoạch được ít mùng tơi ở phía nhà dưới. Thì mình mang cho mẹ mình nha. Mẹ mình già rồi, ăn mùng tơi nó mát. Đường tiêu hóa của nó tốt. Mùng tơi tốt cho đường tiêu hóa của người già cả nhà. Đây là những cây cải hoa hồng đang bị sâu tấn công. Cây này mới trồng này, bây giờ mới thu hoạch này. Thu hoạch lần đầu tiên. Mình đã gieo được một ít cái rau diếp nữa rồi. Thế là những cái này ăn hết thì thu hoạch hết thì mình trồng đến cái diếp mới gieo là vừa ấy cả nhà. Cái này còn nứa trước nữa cơ.
mình chỉ bỏ ít phân chim thôi mà nó non lắm, thu hoạch hết, thu hoạch hết cái những cái cây mà nó ngồng cao ấy. Đây là hệ rau diếp tỉa ấy cả nhà, thì mình cứ tỉa ăn, nhưng mà cái nào nó ngồng cao ấy thì mình thu hoạch hết, sau đó mình sấy sới đất để khô mấy bữa rồi mình lại trồng tiếp. Đó. Trên ban công này sạch sẽ cả nhà. Nước thì mình cũng lấy cái nước nước máy ấy. Nước ở tét ấy. Nước máy ấy. Để mình tưới. Thì cái nước máy này thì nó sẽ không bằng cái nước nước mình lấy ở sông, ao, hồ chẳng hạn. Đấy, nhưng mà mình đã có phân chim bổ sung rồi. Cho nên kệ thôi, mình cứ lấy nước máy thôi. Máy nó có cờ lo. Mình cứ tưới trực tiếp vậy. Đáng nhẽ ra thì mình phải xả cho cái nước cờ no ấy, nó giảm bớt đi cả nhà. Đấy, xả, xả đi để qua đêm. Thế sau đó là mình mới tưới. Nhưng mà chả đâu, mình cứ làm thông thoáng thôi. Phần giò cũng vậy, mình cứ thoang thoáng, mình bỏ vậy, có sao ăn thế. Đó, những chỗ này thì ăn rễ thừa chắc cả nhà. Đấy, chỗ này thì mình sẽ ấy cái đất nó lên sinh sinh được mấy cây vậy. Đấy, cho nó khô đất, cho nó khô đất. Đó, rễ này cả nhà thì nhìn thấy không? Trắng ở dưới. Khô đất đi để mình trồng lúa mới nha cả nhà. Đây, thành quả của mình đây. Hai vợ chồng thì ăn sau hết. À, tối nay mình sẽ cuốn chả nữa nha. Cuốn chả để ăn với cái rau diếp quặn. Quặn với rau diếp để ăn tuyệt vời ông mặt trời. Rồi hôm nay thì lên vườn ban công 5m2 sau nhà chia sẻ với cả nhà một chút vậy thôi. Xem video dài quá chắc cả nhà cũng không thích lắm đúng không? Video người ta phải hướng dẫn tỉ mỉ cụ thể cơ. Của mình chỉ là chia sẻ, khoe khu vườn nhỏ. Đấy, và thu hoạch thôi. Cái trái ớt, trái này bị nứt này. Thì mình thử xem nhá, cả nhà ơi. Biết là nó có ngọt như kiểu ấy không? Nó phải như kiểu dạng trái cây không? Mình thử nha cả nhà. Wow, ngọt lắm cả nhà. Không có hạt, còn chua trái cây. Chỉ bóc mỗi cái vỏ để ăn thôi cả nhà. Ôi ngon lắm, ngọt lắm. Không có hổ tí nào cả nhà. Mình mua thì là mình mua cà chua chuỗi ngọc, quả tròn. Thế mà ra cái cà chua chuỗi này quả dài, như là quả nho nhá. Ừ. Đích thị là cà chua trái cây rồi cả nhà ơi. Cái này mình sẽ để ăn sống. Nếu mình không nấu nướng gì cả. Ôi, thích thế. Ăn trực tiếp sống như thế này nó giàu vitamin lắm cả nhà. Đấy, còn riêng cái anh này thì rất là chua nha. Đấy, anh đỏ đỏ này, như chiếc đèn lồng bé xíu. Ai đó đã thắp cho cây. Những trái cà chua chín như những chiếc đèn lồng nhỏ, ai đã thắp cho cây. Đây là nho đỏ cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu yêu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nhé. Bye bye.